Và cho ngày Tết năm nay, Mạnh Khuyên lại tiếp tục chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn ngày Tết, đó là món thịt kho. Tiếp theo món thịt kho nước tương, hôm nay Mạnh Khuyên chia sẻ tiếp một món Tết, đó là món thịt heo kho nước mắm, không cần nước dừa. Mình sẽ mua ba rọi hoặc là thịt đùi. Ba rọi nó có nhiều nạc, 1,5 kg. Bây giờ mình sẽ đi rửa với giấm, muối và chút xíu rượu, cạo cho thật là sạch cái phần này. Gia vị kho thịt sẽ có nước mắm, nước tương, đường vàng, rồi có ngũ vị hương, có tiêu, bột ngọt. Trước tiên là chọn thịt, mình sẽ lựa thịt sao cho nó dính. Chỗ này gọi là ba rọi rút sườn, nó sẽ dính. Và hôm nay mình khuyên kho cái này nó nhiều nạc. Hôm nay mình khuyên sẽ kho 7 cm vuông, bởi vì mình sẽ để rau cho ngày Tết đó. Và mình đừng có mua heo quá già cũng như là heo quá non. Mình khuyên chia sẻ hôm nay cái cách để làm sao cho mình kho xong cái miếng da heo nó không có bị mềm nhũn ra. Củ hành tím và gừng mình sẽ cắt lát ra. Tỏi luôn, và đừng cắt nhỏ quá. Cho vào nồi hoặc là chảo 5 cấp nước, tức là 1 lít 2 50. Sau đó mình sẽ cho hành vô một nửa thôi, muối ở Việt Nam là 1 thìa hay là 1 muỗng canh đó, 1 muỗng canh giấm. Nếu như mà có rượu trắng thì mình sẽ cho 1 muỗng canh luôn, tức là 1 tablespoon là 15 ml. Đây là mình sử dụng cái rượu vodka để mà khử cái mùi hôi của thịt heo. Mình sẽ cho vào trộn, trộn rất là nhanh, bởi vì là nếu mình nấu lâu quá đó nó mất cái chất ngọt. Là mình cho vô khoảng 10 giây là mình vớt ra liền. Trộn như vậy để khi mà mình kho thịt nó sẽ không bị ra bọt. Sau khi trộn xong thì mình mang đi rửa lại nước lạnh cho sạch. Nếu như mình ở nơi có khí hậu lạnh đó thì rửa qua nước ấm cho nó trôi đi cái mỡ dơ. Sử dụng dao lam, lông nó sẽ nổi lên và mình sẽ cạo sạch. Sau đó thì mình cho ra rổ và mình để cho ráo nước. 140g nước mắm, tức là khoảng 1/2 cup và 1 tablespoon. Và độ mặn của mỗi loại nước mắm là khác nhau, do đó anh chị em và các bạn sẽ phải canh chỉnh nha. Cái này là nước mắm hào. Sau đó thì cân 10g đường, mình sẽ cho đường cắt vàng, 2/3 tablespoon đường, 1/2 muỗng cà phê hay là 1/2 teaspoon bột ngũ vị hương hiệu con nai. Nếu như nhà mình có ăn bột ngọt sẽ cho 1/3 muỗng cà phê hay là 1/3 teaspoon bột ngọt. Cho tiêu, trộn đều lại. Và sau khi thịt để ráo nước, mình sẽ ướp. Và có thể ướp 1 tiếng hoặc là 2 tiếng tùy thích. Và khoảng 15 phút mình quay lại, mình trở thịt đi cho nó thấm đều nha. Sau đó thì cho nồi nước lạnh, mình cho trứng vô từ lúc nước lạnh. Nước sẽ ngập trứng. 1 lít nước mình cho vào 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm. Nếu mà không có giấm thì cho chanh, cho chanh cũng được nha. Và sau đó thì sẽ xoay cho cái trứng nó chạy vòng tròn. Và sau khi nước sôi, mình sẽ tiếp tục mình quậy thêm 1 hoặc là 2 phút nữa. Sau đó thì mình sẽ hạ lửa xuống để trung bình, đậy nắp lại và luộc thêm 2 phút. 1 tablespoon dầu ăn 15 ml, 2 muỗng canh đường cắt vàng. Bí quyết lên màu đẹp chính là mình cho đường cắt vàng vào trong dầu, tức là khoảng 25g hoặc là 30g đường,
hạ lửa xuống trung bình. Mình sẽ để từ từ để cho nó lên màu nha. Sau khi mình ướp khoảng vài chục phút, mình sẽ lật trở lên cho cái phần da nó lên trên nha. Nhìn vào chảo mình sẽ thấy những cái bong bóng to từ từ nó nổi lên đó. Anh chị em và các bạn lưu ý nha. Như vậy là nó vẫn chưa đạt, bởi vì đây là mình làm đường cắt vàng. Mình sẽ đợi một lúc. Bây giờ mình nhìn thấy cái màu nó đậm lên nè. Tắt lửa luôn. Nếu như mình sử dụng bếp điện thì sẽ nhấc chảo ra khỏi bếp. Nếu nấu bằng bếp ga thì tắt. 1 tablespoon nước tương. Mình cũng có thể cho nước mắm, nhưng mà cho nước tương là màu nó đẹp. Lúc nãy mình tắt đó, nếu không là nó sẽ văng. Và bây giờ mình sẽ thấy cái màu nó đậm nè. Đây là cái bước quan trọng nhất. Mình nhìn sẽ thấy nó có cái màu hơi đỏ. Mình sẽ cho tương ớt vô. 1 muỗng canh. Bí quyết để làm cho màu đỏ đẹp, thịt lên màu đỏ đẹp chính là nước tương và tương ớt. Đây là ngày xưa má dạy mình đó. Ngày xưa má mình cũng cho nước mắm luôn đó. Rồi sau đó thì sẽ mở bếp lên rồi cho hành, tỏi, ớt. Mình sẽ nấu lửa nhỏ trong vòng 30 giây. Sau đó cho cái phần hành, tỏi, gừng thơm lên. Rồi mình mới cho thịt heo vô. Đây mình nhìn mình thấy cái phần màu nó đỏ nè. Nó đỏ mà dạng như màu cánh gián đó. Sau đó thì sẽ cho thịt vô và mình áp cái phần da xuống. Lưu ý là mình sẽ áp da cho da nó lên màu đẹp trước nha. Anh chị em và các bạn nhớ nha. Nhớ là phải để lửa trung bình. Không thôi là nó sẽ bị đắng, cũng như đồng thời là nó sẽ bị cháy đó. Khi mà mình để lửa lớn là cái màu nó không còn cánh gián nữa, mà nó sẽ lành màu đen. Lúc này cái phần nước gia vị nêm mình vẫn để đây. Phần trứng sau khi mà mình luộc xong nãy giờ là cũng 20 phút rồi, mình đậy nắp đó. Bây giờ mình đổ hết toàn bộ cái này ra, sau đó mình chế nước lạnh vô. Mình ngâm 1-2 phút để cho trứng thật là nguội. Và trứng nguội, mình sẽ lắc, đậy nắp và lắc. Rất là nhanh luôn. Vài cái thì mở ra, sẽ nhìn thấy đây, trứng nó bung vỏ ra hết. À, rất là dễ dàng ở đây luôn, quá dễ, một tay luôn. Một tay mình không cần hai tay mình cũng lột trứng được luôn, bởi vì bây giờ nó bung ra rồi nè. Và trứng nguyên vẹn, rất là đẹp, không có bị trầy, bởi vì cái vỏ nó nát ra hết rồi nè. Và anh chị em và các bạn có thể áp dụng cái cách này để lột trứng nhanh, không bể, cho trứng đẹp cho ngày Tết nha. Và tiếp tục, nãy giờ mình chiên được 5 phút rồi. Mình kiểm tra mình thấy cái màu nó chưa có đẹp, đồng thời cái nước nó chưa cạn. Mình sẽ tiếp tục mình chiên cho đến khi cạn. Cái này gọi là chiên bởi vì là mình áp cái phần da xuống dưới đó. Đây là bí quyết để cho da không có bị bở khi mà mình nấu cái phần thịt kho xong. Sau khi rửa sạch trứng, mình sẽ cho vào trong cái phần nước ướp. Và mình sẽ ướp ở đây, trong khi mình kho cái phần thịt bên kia. Bây giờ sẽ kiểm tra phần da xem cái màu nó có đạt lên cánh gián chưa. Thì mình lật lại. Ở đây quá đẹp luôn. Thì mình lật lại nha. Lưu ý là mình sẽ thấy cái phần da lên màu cánh gián đẹp rồi đó. Đậm đậm một chút rồi thì mình mới lật. Nếu không thôi chút nữa nó vô nước là nó sẽ bị mất cái màu.
đẹp quá chừng luôn. Quá xuất sắc luôn cái màu. Đây là bí quyết của má mà mình học được, tức là làm cho màu đẹp rồi thì khi kho cái phần thịt nó sẽ giữ màu. Còn nếu như chưa đẹp, ví dụ cái này nó còn lợt nè, mình có thể đổi nó vào đây để cho nó đậm màu lên nha. Mình đảo như thế này để cho phần thịt nó thấm gia vị đó. À, quay trở lại. Tiếp tục xung quanh luôn. À, sau khi mình đảo xong hết các mặt hết, bây giờ mình sẽ cho vào nồi áp suất mình kho tiếp nha. Và nếu như anh chị em và các bạn không có nồi thì bây giờ tiếp tục mình vẫn để ở đây. Mình vớt hết hành, gừng và tỏi ra và sau đó mình kho. Và khi mình cho thịt vô, mình sẽ đặt cái phần da lên trên. Màu thịt nó đẹp quá luôn đó. Vậy em và các bạn nhìn thấy quá thơm ngon không ạ? Bây giờ ở đây thơm lắm luôn. Đây là nồi 6 lít. Và khi mình cho 1,5 kg thịt vô thì nó vừa luôn. Nồi 6 lít khi mà mình cho vô là vừa phần thịt như vậy. Mở bếp lên và toàn bộ cái phần trứng với lại này mình cho hết vô luôn. Mình đảo cho trứng lên màu và thấm gia vị. Lăn cho trứng nó thấm gia vị nha. Cũng như đồng thời mình lăn như vậy là nó nhuộm cái màu cho trứng luôn. Rồi bây giờ thì được rồi. Tắt lửa và mình vớt trứng ra ngoài. 5 cấp nước khoảng 1,2 lít mình cho vô chảo luôn. Mình châm vô lại để đủ 1,2 lít nha. Nãy giờ mình vớt ra mình bỏ hết rồi. Và tiếp tục mình vớt một lần nữa. Khi mà mình cho nước lạnh thì cái phần bọt nó sẽ nổi lên. Để vớt hết luôn. Nên dùng rây, mình sẽ rây để mình bỏ hết cái phần củ hành, tỏi, gừng ra. Sau khi mình chế vô thì cái phần nước nó sẽ xăm xắp như vậy nè. Sẽ cắm điện vô. Trước khi nấu thì mình sẽ vớt bớt cái phần bọt bên trên. Sau đó cho toàn bộ trứng vô luôn. Và mình sẽ để trứng lên trên. Đậy nắp nồi lại. Khóa van này lại luôn. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Mid. Mình sẽ thấy hiện chữ less. Normal. More. Cái này là thời gian và cái này là tùy theo mình chỉnh. Và thường là mình sẽ nấu ở less cho cái thịt nó sôi nhẹ, nó không có bị bể ra đó. Và ngắn thời gian thôi, tức là khoảng 15 phút hoặc là 14 phút. Rồi bây giờ nồi nấu. Hoặc nếu như mình kỹ, mình cũng có thể mở van cái khóa này ra. Sau đó mình mở nắp và vớt bọt. Khi mà cái nồi này sôi, đây mình sẽ thấy một chút xíu bọt mình vớt lại một lần nữa. Và khi mình mở nắp ra, cái nồi này chức năng nó bắt buộc đóng nắp đó, thì nó sẽ kêu như vậy, thì mình cứ để một chút xíu nó sẽ tự tắt. Hoặc mình cũng có thể tắt nếu mình thích nha. Và sẽ vớt sạch bọt để cho món ăn của mình nó ngon nha. Sau khi mình vớt sạch bọt xong, bây giờ mình đóng nắp lại và tiếp tục nấu. Và sau khi van khóa nắp bật lên, đây là cái van khóa nắp nè. Khi mà van này nó bật lên như vậy rồi là
nắp mình sẽ không mở được. Và mình nhớ là cái này mình bật qua đây rồi thì lúc này cái van này nó mới bật lên nha. Và sau khi nãy giờ mình nấu được 3 phút thì cái này nó mới hiện lên. Và cái số 14 phút này chỉ được tính kể từ lúc mà cái van khóa nắp nồi bật lên đó. Và L00 nổi lên, tức là cái nồi này nó đã nấu xong rồi đó. Bây giờ mình đã có thể xả van, nhưng mà hôm nay mình không xả van. Sau khi nồi hiện lên là L025, bây giờ mình sẽ mở nắp. Và mình sẽ thấy cái nồi này nó còn sôi nhưng mà rất là ít, nhẹ nhẹ thôi. Nồi nó vẫn còn đang sôi ở đây. Và xoay qua để mình nhìn thấy cái phần thịt và phần trứng sau khi mình kho xong. Với cái nồi này thì giống như là mình kho bằng bếp củi hay là bếp điện, mà mình kho dạng như là kho chậm đó. Nhưng mà lợi điểm đó là cái nồi này mình kho nó nhanh hơn và mình không phải canh, và thịt nó mềm, mềm rượu nhưng mà nó không có bị nát nè, nó nguyên vẹn hết luôn. Và cái thời gian kho của mình là giống như nãy giờ đó, là 14 phút mình cài đặt, sau đó mình chờ thêm là 25 phút nữa thì thịt nó được như thế này. Và màu thịt nè, màu rất đẹp. Và cái điểm đặc biệt của nồi này chính là cái phần thịt khi mà mình kho nó sẽ mềm rượu ra nhưng mà không nát. Do đó cái món thịt này nó có tên gọi là thịt kho rượu, hay là thịt kho tàu, hay là thịt kho trứng luôn. Tên nào cũng được. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn có được một nồi thịt kho thật ngon cho Tết năm nay, và hưởng một cái Tết sum vầy và đầm ấm bên người thân, gia đình của mình nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cái này sau khi mà mình để á, thì ngày mai nó sẽ đậm màu hơn. Và cứ mỗi khi mà mình ăn thì mình sẽ hâm lại thì nó sẽ lên một chút xíu màu nữa. Và trong các cái video tới, mình khuyên sẽ tiếp tục chia sẻ các món ăn ngày Tết.